Thiếu tá Huỳnh Văn Phú sinh năm 1940 tại Nha Trang, khóa 19 võ bị Đà Lạt. Khóa 19 là khóa tình nguyện về thủy quân lục chiến đông nhất, với 30 sinh viên sĩ quan kể cả thủ khoa Võ Thành Kháng. Thiếu úy Huỳnh Văn Phú về tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến, làm trung đội trưởng năm 1962, rồi nhiều năm sau giữ chức trưởng phòng tâm lý chiến thủy quân lục chiến cho đến 30 tháng 4. Sau 75 tù đầy từ Nam ra Bắc, thiếu tá Phú còn là tác giả đã nhận giải thưởng phóng sự tiền phong năm 1972 do Tổng cục Chiến tranh Chính trị Quân lực Việt Nam Cộng hòa trao tặng. Tuy nhiên, bút ký chiến trường Trị Thiên và những người lính mũ xanh in tại Sài Gòn tháng 4 năm 75 đã không kịp phát hành. Thiếu tá Phú hiện định cư tại Philadelphia từ năm 1990. Cùng với Tuần Sang Trẻ xin phép ông cho đánh máy lại thủy quân lục chiến đã phòng thủ Mỹ Chánh như thế nào trong tuyển tập bút ký phóng sự chiến trường năm 72 do nhà xuất bản Văn nghệ Dân tộc in năm 73 mà tôi may mắn tìm lại được. Trần Vũ. Dòng sông Mỹ Chánh. Điều mà ít ai ngờ đến đã biến thành sự thật, một sự thật tàn khốc trong cuộc chiến tranh diệt chủng hiện tại. Đó là việc Hà Nội công khai xua quân tràn qua con sông ngăn cách Bến Hải với hàng ngàn xe tăng đại pháo 130 ly và hỏa tiễn xâm lăng miền Nam. Và nếu chiến cuộc không bùng nổ lớn như thế, cái tên Mỹ Chánh cũng như bao nhiêu địa danh xa xôi khác trên phần đất khốn khổ này đã không trở thành quen thuộc với mọi người như hiện tại. Vào những ngày đầu tiên của tháng 4 năm 72, khi trận chiến bùng nổ lên dữ dội, các căn cứ hỏa lực của ta nằm dọc theo khu phi quân sự bị thất thủ. Sự sinh hoạt ở Mỹ Chánh vẫn bình thường, người ta vẫn tấp nập đi đi về về, và dòng nước vẫn lặng lờ chảy ra phá Tam Giang. Và cũng không ai có thể nghĩ rằng một tháng sau đó, con sông Mỹ Chánh đã đi vào huyền sử đấu tranh của dân tộc. Bây giờ thì bất kỳ người lính thủy quân lục chiến nào cũng có quyền hãnh diện khi nhắc đến địa danh đó. Nơi đây gót giày xâm lăng của quân Cộng sản đã chùng bước và đã bỏ lại dọc theo dòng sông đó hàng trăm chiếc xe tăng đủ loại, hàng ngàn xác chết của đồng bọn khi chúng mưu toan tiến sâu hơn về phía Nam. Trong bài viết này, tôi sẽ ghi lại một cách tóm lược trong trường hợp nào mà con sông Mỹ Chánh trở thành phòng tuyến bảo vệ cố đô Huế từ sau cuộc lui binh của Sư đoàn 3 Bộ binh ra khỏi tỉnh Quảng Trị ngày 1 tháng 5 năm 72, cùng những diễn biến tổng quát và những người lính thủy quân lục chiến đã chiến đấu như thế nào để giữ vững phòng tuyến này. Ngày 15 tháng 4, tôi từ giã Sài Gòn ra đơn vị trong khi học nửa chừng khóa học điều chỉnh rất ư là Cultivator tại trường Bộ binh Thủ Đức, một quân trường mà buổi sáng ngủ dậy đã có gánh hàng trong bán bánh cuốn, bún riêu la ơi ới ở đầu giường, buổi trưa thì đậu hũ và chè cháo loạn xạ. Khoảng thời gian này từ 10 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 1972, Lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến với các tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 Thủy quân lục chiến đang hoạt động ở phía Tây và Tây Bắc Mỹ Chánh trong một khu vực rộng chừng 200 cây số vuông gồm các căn cứ Nancy, căn cứ Barbara và căn cứ Động Ông Đô nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của cộng quân từ mặt Tây Nam Quảng Trị. Đơn vị tôi thì đóng tại căn cứ Nancy nằm bên trái quốc lộ 1, cách cây cầu Mỹ Chánh chừng một cây số về phía Tây Bắc, sau đó di chuyển ra đóng ở một ngôi làng nhỏ kín đáo sát bên cạnh đường rầy xe lửa. Gần một tháng trời chịu trách nhiệm khu vực trên, các đơn vị thuộc Lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến đã chiến đấu trong những hoàn cảnh cực kỳ gian khổ. Hàng ngày chạm địch liên miên từ cấp tiểu đoàn trở lên, đại pháo 130 ly của địch nã như mưa bất. Mọi công tác tải thương đều phải di chuyển bằng đường bộ, khiêng hoặc cán đi lên một quãng đường dài gần 10 cây số đường núi vì trực thăng không có. Nhưng dù thế nào mặt lòng, các chiến sĩ thủy quân lục chiến cũng đã chiến đấu hăng say trong hoàn cảnh eo hẹp đó. Và mọi cố gắng của địch tiến quân ra vùng đồng bằng thuộc quận Hải Lăng đều bị chặn đứng hoàn toàn, vì ai cũng hiểu rằng nếu để địch xâm nhập thì Quảng Trị bị cô lập ngay và quốc lộ 1 bị cắt đứt, do đó địch quân cay cú. Hàng ngày chúng gia tăng pháo kích các đơn vị của ta, pháo đội của tiểu đoàn 1 pháo binh thủy quân lục chiến phải thay đổi vị trí đặt súng ngày 1, nhưng di chuyển đi đâu cũng đều bị chúng pháo theo.
tiền sát viên của địch bám rất sát mọi sự xê dịch di chuyển của ta. Lâu lâu quân ta bắt được một vài tên có máy móc vô tuyến đàng hoàng, nhưng cường độ pháo kích của địch vẫn không hề suy giảm. Tôi đã từng nghe những tiếng nổ, tiếng rít của các loại hỏa tiễn 122 ly, 240 ly, nhưng lần này tiếng rít xé gió đi trong không khí cũng như tiếng nổ của loại đại bác 130 ly, bắn xa 27 cây số do Nga Xô chế tạo. Nghe thật khủng khiếp, tiếng rít gió bay qua đầu, tôi có cảm tưởng như là tiếng phản lực bay trên trời, rồi tiếp theo là tiếng nổ thật lớn nhưng ấm. Mảnh văng tung tóe rơi trên những mái nhà tôn như có ai lấy thật nhiều đá ném lên. Mảnh nào mảnh nấy to bằng cái chén và văng ra xa trong vòng bán kính 200 thước. Chẳng có ai biết chúng đặt súng ở đâu cả. Nhưng nghe được tiếng đầy pa ở đâu trong dãy núi xa xa rồi sau đó khoảng chừng 5-7 giây là đạn bay đến nổ ầm rồi. Lính tráng hãy nghe hai tiếng đầy pa ùng ùng thì la to. Ê, một cặp đó anh em ơi! Thấy là mọi người chui lẹ vào hầm, địch bớt pháo thì chui ra, cứ chui ra chui vào như thế suốt ngày. Cái hoạt cảnh lên hầm xuống hầm có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được, nhất là khi một mảnh đạn văng rơi trên cái mũ sắt của tôi đánh còng một tiếng như tiếng chuông chùa. Ôi ta thương cái mũ sắt biết chừng nào, có hôm mấy trăm quả nã vào đơn vị của tôi, ôi thôi tơi bời hoa lá, nhưng khi kiểm điểm lại thì chỉ có một chết và ba bị thương vì đạn rớt trúng ngay hầm. Giữa lúc bị pháo kích, ai nấy ở trong hầm tinh thần căng thẳng, nhưng khi nghe qua một quả bị rớt không nổ thì mọi người lại vỗ tay cười. Tôi cũng không biết họ nghĩ sao mà lại cười như thế. Có lẽ cười vì cái khôi hài của chiến tranh tự nhiên khi không bắn giết nhau. Riêng tôi thì tôi thương cái hầm của tôi hết sức. Hôm nào đổi vị trí đóng quân, tôi không tiếc cái gì hết, chỉ tiếc có cái hầm mà mấy thầy trò anh em tôi đã đào đắp công phu. Nhiều khi nhìn nó, tôi nghĩ đến sự nhiệm màu của đất. Đất nuôi sống con người, cứu vãn con người, và khi người ta buông xuôi cũng trở về với ba thước đất. Trên cõi đời ô trọc và buồn phiền này có gì tồn tại hơn là đất cát? Và đó có lẽ là cái ý nghĩa sau cùng của con người, nhưng buồn thay không mấy ai để ý đến. Họ chỉ lo tìm những cái ảo ảnh, danh vọng để lừa dối, phản bội và bắn giết nhau. Khoảng thời gian đó, ngày cũng như đêm đối với tôi thật dài, ngày thì nóng, nóng tàn nhẫn. Trời không một cơn gió, mồ hôi vã ra như tắm, bên tai lúc nào cũng nghe tiếng súng, tiếng pháo của ta và tiếng pháo của địch xen lẫn những tiếng súng nhỏ của các đơn vị đang đụng độ. Ban đêm thì trời trong sao giăng mắt, chùm đại hùng tinh với ngôi sao bắt đầu in rõ trên nền trời, còn chùm sao hiệp sĩ nữa, cả hai đều chỉ về phương Bắc. Nơi đó thành phố Quảng Trị đang cố đẩy lui các cuộc tiến công của cộng quân. Hỏa châu thả sáng đầy trời, thỉnh thoảng ở phía đông những lằn lửa xẹt lên ngang bầu trời rồi vụt tắt. Có lẽ đó là hải pháo đang bắn đi từ ngoài biển. Đôi khi tôi cũng thấy những cụm lửa thật to của chiếc hỏa tiễn SAM của địch bắn lên các phi cơ. Cho đến giờ phút đó, phòng tuyến ở phía tây Mỹ Chánh do thủy quân lục chiến trấn giữ vẫn vững như bàn thạch, và không một ai nghĩ rằng Quảng Trị sẽ bị thất thủ cả. Nhưng đùng một cái trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 4, cộng quân pháo kích dữ dội vào thành phố Quảng Trị, thế là dân chúng hoảng hốt bồng bế nhau chạy đi về Huế lánh nạn. Không thể nào kể hết những thảm cảnh của đám dân chạy nạn đó. Trong hai ngày 29 và 30, trên quãng đường dài từ Quảng Trị đến Mỹ Chánh, người ta đi chen chúc nhau chật cả quốc lộ từ sáng đến chiều vẫn chưa dứt. Thôi thì đủ các loại xe lớn nhỏ nối đuôi nhau đi nồm nộp về Nam, nhưng người đi bộ gồng gánh vẫn nhiều hơn. Dưới mắt tôi đó là một con rắn người khổng lồ, ngoằn ngoèo dài đến hàng mấy chục cây số. Đây, một người thanh niên cõng một người mù vừa đi vừa thở. Đằng kia là một người đàn bà gánh đôi thúng, trên đó một em bé chừng 4 tuổi đang vốc cơm ăn ngon lành. Chỗ khác, hết cả một gia đình đang ra sức đẩy một cái xe bò chất đủ thứ áo quần bàn ghế và một con heo nằm co quắp ở phía trước. Một ông già, hình như là chủ gia đình, đang kéo chiếc xe một cách mệt nhọc. Chiếc máy ảnh cầm trên tay, tôi đến trước mặt ông và bấm một bô. Ông cố nở một nụ cười đau khổ. Không biết ông cười vì được chụp ảnh hay cười vì cảnh đời dâu bể này. Và trong ánh nắng hoàng hôn của ngày 29 tháng 4,
Một bà già có tật đang khập khểnh đi nhờ chiếc gậy trên tay, cái bóng đổ dài trên mặt đường. Bà ta đi chừng 10 bước thì lại dừng, xa hơn một chút, ông già và hai cháu nhỏ đang ngồi thở dốc trên vệ đường. Ngay trước vị trí đóng quân của tiểu đoàn năm thủy quân lục chiến, các anh chiến sĩ đem mấy thùng nước ra để bên đường cho dân uống. Có anh đem cả phần gạo sấy của mình chia cho những gia đình đang đói lạ. Dù sao đây cũng là những người còn được ít nhiều may mắn vì đã được về đến Mỹ chánh. Một số lớn dân chúng bị kẹt trong vùng giao tranh giữa ta và địch tại cây cầu Bến Đá, 6 cây số bắc Mỹ chánh. Đó là khoảng đường hành lang máu của hàng ngàn dân vô tội chết oan trong khi đi lánh nạn. Lợi dụng một lỗ hổng nhỏ do sự trút quân của tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến để đi ra tăng cường mặt trận Quảng Trị, cộng quân đã xâm nhập được cây cầu Bến Đá và từ đó chặn đốt những đoàn xe chở dân chúng cũng như bắn giết dân chạy nạn không tiếc tay. Dân chúng đang đi trên đường thì bị hàng loạt đại bác 130 ly ngã ra chết. Những cái chết vô lý bổ chụp xuống đời họ như những nỗi kinh hoàng. Họ có biết cái gì đâu. Có cả một chiếc xe bị bắn lật nhào xuống hố kéo theo 30 mạng người và cái hố đó là mồ chôn chính họ luôn. Trên khoảng đường này không có một gia đình nào nguyên vẹn. Kẻ mất người còn và thất lạc tứ tung. Đấy, sự nghiệp giải phóng của đoàn quân miền Bắc là như thế đó. Giải phóng người sống mau về bên kia thế giới, giải phóng tất cả sự nghiệp của mọi người trở về hai bàn tay trắng. Những hình ảnh đó có lẽ suốt đời tôi không thể nào quên được. Mỗi ngày tôi từ vị trí đóng quân ra ngồi trên con đường sắt, con đường mà ngày xưa xe lửa đã chạy ra đến Hà Nội, nhìn đám dân lũ lượt kéo nhau đi mà trong lòng nghe chua xót. Tôi cố tìm trong đám người đi đó xem có ai quen thuộc không, nhưng không, không có ai cả. Tôi muốn chia sẻ những nỗi khổ đau với họ nhưng tôi đã hoàn toàn bất lực. Tháng 5 năm 1972, thủy quân lục chiến là hy vọng cuối cùng của quân đoàn 1. Cộng quân đã vượt Hải Lăng áp sát sông Mỹ Chánh. Trong chưa đầy một tháng, tin tức chiến trường ập xuống như bão lửa. Cồng Thiên, Khe Gió, Ba Hô, Do Linh, Cửa Việt đồng loạt thất thủ. Tồi tệ hơn nữa, Trung tá Phạm Văn Đính, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 56 Việt Nam Cộng Hòa, mà về sau thành Trung tá Việt Cộng đầu hàng tại Camp Carroll, mất tấm khiên chắn phía Tây, Sư đoàn 3 bộ binh không thể giữ Đông Hà và Ái Tử, với dân Thừa Thiên, an nguy trao hết cho người lính mũ xanh. Bên này xong, bên kia xong. Giữa đoàn người đi hỗn động đó, tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến tung quân lên cầu đập đá để giải vây áp lực địch. Tại đây, tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến đi tăng cường cho mặt trận Bắc Quảng Trị vẫn còn bị kẹt lại hai đại đội ở khúc đường này. Hai đơn vị phối hợp nhau đánh bật địch quân về phía Tây, cuộc giao tranh kéo dài suốt ngày. Các chiến sĩ thủy quân lục chiến đã thanh toán hết các phần tử địch vừa xâm nhập ở đây. Cho đến giờ phút đó, mặt trận ở Tây Mỹ Chánh vẫn vững như vách núi Trường Sơn. Nhưng việc gì đến phải đến. Ngày 1 tháng 5 năm 72, các đơn vị tử thủ Quảng Trị rời bỏ thành phố di chuyển về Nam. Cuộc lui binh mà trước đó mấy ngày ít ai nghĩ đến đã thành sự thật. Và tình hình bây giờ đổi khác. Lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến trở thành tuyến đầu ngăn chặn địch tại Mỹ Chánh. Không còn một đơn vị bạn nào khác nữa. Bám sát các cánh quân của ta vừa di tản chiến thuật ra khỏi tỉnh Quảng Trị, cộng quân lần tiến theo cho đến quận Hải Lăng. Tại đây, các đơn vị thuộc Lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến, một mặt tiếp trước các đơn vị bạn từ Bắc xuống, một mặt cố đánh bật địch dội ngược trở lên. Nội trong buổi sáng ngày 1 tháng 5, tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến đã dùng súng M72, hạ một lúc 9 xe tăng T-54 của Bắc Việt chặn đứng hoàn toàn sức tiến của địch. Tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã quần thảo với địch suốt trong ngày dài nhất đó, với một mục đích duy nhất, không cho chúng tiến thêm một tấc đất nào nữa kể từ khu vực này. Sau đó cây cầu Mỹ Chánh được giật sập ngay trong đêm và các đơn vị thủy quân lục chiến thiết lập một phòng tuyến mới ở bên này con sông. Theo sát những diễn biến, tôi đã nghĩ rằng nếu ngày hôm ấy mà không có các tiểu đoàn 2 và 9 thủy quân lục chiến kiên trì chặn đứng được địch quân tại Mỹ Chánh giữa cơn ngặt nghèo đó, thì không biết chiến trường trong những ngày kế tiếp sẽ diễn tiến ra sao và đến đâu. Một Nguyễn Kim Đệ của tiểu đoàn 9,
một Nguyễn Xuân Phúc của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến tại mặt trận Mỹ Chánh ngày 1 tháng 5, cũng như một Đỗ Hữu Tùng của tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến trong trận chiến xa lớn tại căn cứ Phượng Hoàng ngày 9 tháng 4, là những đơn vị trưởng đã góp công không nhỏ trên chiến trường Trị Thiên suốt 60 ngày chiến đấu đẫm máu. Họ là những sĩ quan có đầy đủ kích thước, tài ba và mưu lược để chỉ huy những đơn vị cỡ trung cấp. Đại tá Phạm Văn Chung, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369, người chỉ huy trận đánh và đơn phương quyết định phải ngay tức khắc chặn địch tại tuyến Mỹ Chánh, cũng không tiếc lời khen ngợi hai đơn vị nói trên. Buổi chiều khi tôi rời Mỹ Chánh để về đóng quân tại Phong Điền, ánh nắng vàng vọt buồn bã ngã dài trên những dãy núi phía tây lộ chỗ những vạch xanh vạch trắng. Nhà cửa hai bên đường không một bóng người, quang cảnh thật thê lương. Đã nhiều lần tôi bắt gặp lòng mình lắng sâu trong cảnh vật, bởi tôi đã đi trên cái hoang vắng đó. Trên con đường nhựa duy nhất, một ông già với chiếc bị da đã ngả màu trên vai, đi âm thầm trong ánh nắng hoàng hôn sắp tắt. Ông già đã đi giữa buổi hoàng hôn của cuộc đời và hoàng hôn của đất trời, nhưng ai biết được ông đi về đâu. Tôi quay về phía sau, bóng những người lính in trên nền trời đang dần dần đổ sang màu đen của bóng đêm. Xa hơn về phía bắc, những cụm khói đen khổng lồ bốc lên cao cùng tiếng nổ ì ầm. Quảng Trị đã xa tầm tay. Ít ra trong phút này, niềm mơ ước có phút rỗi rảnh nào đó được giọt lẹ về thành phố này uống một chai bia, ăn một tô bún đã không thể thành tựu được nữa. Về cái chuyện bên kia, giáo đường của tôi cũng tan thành mây khói. Không biết đến bao giờ mới xong, vì nhân vật chính đã phiêu bạt ở phương nào rồi. Tôi cũng ước mong được trở lại căn nhà mà tôi đã trú đóng bên kia sông Mỹ Chánh. Không biết để làm gì, vì nơi đó không phải là quê hương của tôi. Nhưng tôi mong muốn như thế, sớm hơn. Trong niềm mong ước đó cũng giống như hàng vạn người dân Quảng Trị mong sớm được nhìn về dòng sông Thạch Hãn của họ. Nhưng tôi tin chắc rằng niềm mong ước của họ lớn lao hơn, to tát hơn. Trong buổi chiều đó, khi đi ngang qua cây cầu, tôi đã tức cảnh sinh tình và rất lẳng thẳng, mần ra mấy câu thi thuộc loại siêu tự do, siêu khôi hài, mà chỉ có những đại thi sĩ cỡ Khiều Mặt Trời mới mần ra nổi. Bài thơ như sau: tôi ở bên này sông Mỹ Chánh, anh ở bên kia sông, đứng bên này sông nhìn thấy bên kia, đứng ở bên kia trông thấy bên này, lội ra giữa dòng sông nhìn thấy cả hai bên, lặn xuống nước chả trông thấy bên nào cả. Quan niệm về phòng thủ tấn công, đoàn xe chở chúng tôi rời Mỹ Chánh chừng 3 cây số về phía nam, thì thay vì chạy trên đường lại rẽ trái chạy trên khoảng đất song song với đường nhựa, có lẽ khúc đường này bị đặt mìn chưa sử dụng được. Đoàn xe chạy trên đường đất chừng 100 thước thì ầm ầm những tiếng nổ vang dội ở trước đầu xe, bụi tung bay mù mịt trông không thấy gì cả. Ngay quả nổ đầu tiên, trong trí óc của tôi lúc bấy giờ, tôi tưởng tượng rằng đoàn xe đã bị phục kích, và trong giây phút tôi cố chờ đợi những tiếng đại liên xổ ra như kinh nghiệm cho thấy những lần bị phục kích. Nhưng may quá, không có đại liên và súng nhỏ, rồi những tiếng nổ ì ầm tiếp theo. Tôi nhận ra tiếng nổ ấm và rất quen thuộc có loại đạn M79, tôi chợt yên tâm hơn. Phía trước 3 chiếc xe chạy đầu vẫn tiếp tục chạy. Một chiếc xe Jeep đã bị nổ lốp nhưng vẫn cứ phom phom. Tôi giục tài xế: "Ê, tống hết ga chạy nhanh lên." Chiếc xe chồm lên chạy giữa đám khói mịt mù cùng những tiếng nổ tiếp theo. Khổ quá, vài người anh em thù nghịch mò ra ở khu rừng thấp bên phía tây bắn M79 vào đoàn xe của chúng tôi chơi cho vui, giữa lúc bóng đêm sắp sửa xông lên từ lòng đất. Đến quận Phong Điền kiểm điểm lại, chỉ 2 người bị thương nhẹ ở đùi mà thôi. Những chiếc xe chạy ở phía sau cũng đã đến an toàn. Buổi tối đó tại chi khu Phong Điền, thiếu tá Bích quận trưởng, một niên trưởng của tôi, đã mời chúng tôi mấy chai bia. Chưa bao giờ tôi thấy bia ngon như đêm hôm đó. Vài ngày sau, tôi có dịp đi Huế để nhìn ngắm kết quả của cuộc lôi binh ngày 1 tháng 5 ra khỏi Quảng Trị. Phố xá tiêu điều, hàng quán đóng kín cửa, chợ Đông Ba bị đốt cháy nấm đen. Huế lúc đó là một thành phố chết, không thể mua được một cái gì cả. Dòng sông Hương đã vắng bóng những con đò. Đệ thất hạm đội của chị em ta lừng danh một thuở cũng đã xuôi dòng ra cửa biển mất tâm. Huế của lãng mạn, của thơ mộng, với những tà áo trắng phất phơ bay trên cầu Trường Tiền,
chiếc nón bài thơ e ấp không còn nữa, ít ra là ở trong giây phút đó. Tuyến phòng thủ Mỹ Chánh đã đứng vững và được kéo dài thêm ra đến biển với hai lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến và lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm. Với một quan niệm là phòng thủ nhiều khi cũng phải tấn công để gây rối loạn hậu tuyến địch, phá vỡ việc địch tập trung để tấn công Huế và cho địch hiểu rằng ta muốn lấy lại những phần đất đã bị mất bất cứ lúc nào. Ngày 13 tháng 5 năm 72, lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến đã bất thần mở cuộc phản công vào quận Hải Lăng bằng cách trực thăng vận đổ tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến xuống trận địa. Trong khi đó thì tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến lại vượt qua sông Mỹ Chánh tiến lên phía Bắc để giao tiếp với các đơn vị bạn. Trước đó sự phối hợp yểm trợ hỏa lực phi pháo cũng như của B-52 thật chặt chẽ. Trận đột kích đã gây náo loạn cho hàng ngũ cộng quân. Khi các trực thăng khổng lồ đổ những người lính thủy quân lục chiến xuống thì quân Cộng sản Bắc Việt tan rã hàng ngũ bỏ chạy tán loạn ra các cánh đồng. Trong khi đó dân chúng cũng bắt đầu chạy về hướng thủy quân lục chiến. Một sự kiện lạ là trong khi cộng quân bỏ chạy trước các cánh quân của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến ở phía Bắc, thì địch lại chịu chạm súng với tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến. Lúc đơn vị này vừa qua sông, Trung tá Nguyễn Kim Để, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, người hùng trong trận đánh chặn đứng địch tại hành lang máu ngày 1 tháng 5, đã quyết định táo bạo khi cho các con cái của ông vượt qua sông lúc 5 giờ sáng, thay vì 7 giờ như đã ấn định. Chính quyết định này đã gây hoàn toàn bất ngờ đối với địch quân và giảm thiểu mức độ thiệt hại quân bạn. Cuộc hành quân đã gây những yếu tố tâm lý quan trọng hiện tại và là một cuộc hành quân được phối hợp tuyệt vời nhất, kín đáo nhất. Hơn 1.300 dân đã được giải thoát nhờ cuộc hành quân này. Địch mưu toan chọc thủng phòng tuyến Mỹ Chánh. Cuộc hành quân kéo dài trong ngày và các đơn vị thủy quân lục chiến lại về phòng thủ tại tuyến Mỹ Chánh. Trong suốt một tuần lễ sau đó, lần mức giao chiến giữa ta và địch tại con sông Mỹ Chánh cứ nhập nhằng. Thỉnh thoảng địch cố mở vài mũi dùi dò la sức phản công của ta rồi im lặng. Cho đến ngày 22 tháng 5, trận chiến dữ dội mở màn ghi thêm một điểm son trong pho quân sự của binh chủng thủy quân lục chiến. Trận đánh đã xảy ra 24 giờ đồng hồ trước khi những nút chai sâm banh được mở ra để đãi vị Tổng thống Hoa Kỳ Nixon trong một bữa tiệc tại thủ đô Nga Xô mà 23 xe tăng PT-76 và T-54 của Cộng sản đã bốc cháy cùng 130 xác đồng bọn bỏ lại trên trận địa dọc theo phòng tuyến. Theo ước tính của tình báo, lẽ ra trận tấn công trên của địch diễn ra ngày 19 tháng 5, nhưng không biết vì trục trặc gì đó mà trễ mất 3 ngày, và người ta nhận định rằng chỉ có khoảng thời gian đó là thuận tiện cho việc tấn công, vì ý đồ của Hà Nội đã thấy rõ, muốn biến cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Nga-Mỹ thành một hội nghị Geneva mới, và nếu để sau ngày Nixon Nga du thì mọi việc kể như xong rồi. Ngày 21 tháng 5, Bắc Việt tung quân bộ chiến có xe yểm trợ tiến đánh một đơn vị địa phương quân tại 9 cây số đông bắc Mỹ Chánh. Lực lượng này không chịu nổi sức tấn công của địch đã phải tháo lui về phía sau phòng tuyến 2 cây số. Tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến đã tức tốc đem quân chặn đứng địch, đồng thời trám lại lỗ hổng nhỏ trên tuyến phòng thủ chính. Hậu quả của sự tháo lui của lực lượng địa phương quân này là một toán chốt của địch đã xâm nhập được phía nam sông Mỹ Chánh. Do đó con đường huyết mạch để tiếp tế cho các đơn vị thủy quân lục chiến từ quận Phong Điền đến phía đông bắc phòng tuyến bị gián đoạn trong 3 tiếng đồng hồ. Bộ Tư lệnh liền quyết định tung thêm tiểu đoàn 39 địa phương quân tăng cường cho lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến. Tiểu đoàn này di chuyển bộ từ Phong Điền đến tiếp giáp với tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến đang trú đóng tại 3 cây số nam phòng tuyến để phối hợp với đơn vị này càn quét và thanh toán chốt vừa xâm nhập đêm qua. Trong khi đó thì tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến vẫn giữ mặt bắc không cho địch tràn xuống. Mục đích của địch là cho các toán chốt xâm nhập trước để quấy rối, rồi sau đó các đơn vị hỏa lực với tăng và pháo yểm trợ chọc thủng phòng tuyến. Trong ngày 21 tháng 5, quân ta đã thanh toán xong các chốt của địch lẫn quốc trong vùng. Bây giờ, lần tranh giao tranh giữa hai bên vẫn là con sông Mỹ Chánh. Ngay trong buổi chiều hôm đó,
tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến tung thêm một đại đội xa hơn về phía đông vượt qua con sông Âu Lâu, nhánh của phá Tam Giang, an thông với sông Mỹ Chánh, nhằm chặn địch tại đó. 23 giờ ngày 21 tháng 5, khoảng 30 xe tăng PT-76, T-54 và PT-85 của Cộng sản với Tùng Thiết chia làm hai mũi dùi từ Bắc và Đông Bắc Mỹ Chánh ào ạt tiến xuống. Trận chiến bắt đầu từ giây phút này. Đêm ấy, tôi hoàn toàn thức trắng ngồi tại TOC theo dõi diễn biến trận đánh. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến Lê Bá Bình cho lệnh các đại đội của ông sẵn sàng M72 và chờ cho chúng đến gần 100 thước mới khai hỏa. Ngay phút đầu tiên, 7 PT-76 bị hạ, nhằm không cho các đơn vị của ta tiếp ứng lẫn nhau. Cộng quân đã pháo kích dữ dội vào vị trí của các đơn vị tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến, trong khi tiến đánh tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến. Sau 3 giờ giao tranh, một đại đội của tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến đã phải lui về phía sau con sông Âu Lâu một cây số. Một phi cơ soi sáng từ Đà Nẵng được gọi lên vùng, hai bên lại tiếp tục quần thảo. Một mũi dùi khác thọc xuống phía nam né tránh hoàn toàn giao tranh với tiểu đoàn 39 biệt động quân. Đến đây thì cái mấu chốt của sự thảm bại của Cộng sản Bắc Việt bắt đầu. Mỹ Chánh là chiến thắng của thủy quân lục chiến. Để hiểu tầm quan trọng của chiến thắng này, cần nhìn thấy rõ nỗ lực của Bắc quân. Đích thân Lê Trọng Tấn, tay tướng được xem dũng lược nhất của Hà Nội, nắm quyền tư lệnh chiến dịch Trị Thiên xuân hè năm 72. Cuối tháng 3, Lê Trọng Tấn ném 3 sư đoàn chính quy Bắc Việt 304, 308, 320B qua sông Bến Hải, tăng cường thêm 2 sư đoàn 324 và 325. Sau khi chiếm Quảng Trị, sư đoàn 304 là sư đoàn chuyên đánh đồng bằng, sư đoàn 308 là sư đoàn đầu tiên của Việt Minh thành lập từ 1949, mà Bộ Chỉ huy Pháp đặt tên là sư đoàn thép. Sư đoàn 320B thoát thân từ sư đoàn 320 là sư đoàn cũ của Văn Tiến Dũng, sư đoàn 324 chuyên trị Nam Ngãi Bình Phú và sư đoàn 325 danh hiệu Đại đoàn Bình Trị Thiên, tất cả nói lên ý chí chiếm Huế của Lê Duẩn. Cả năm sư đoàn trên đều dày dạn trận mạc, nếu 304 và 308 từng đánh Điện Biên, thì ba sư đoàn còn lại am tường địa thế miền Trung. Bên cạnh, hai trung đoàn chiến xa 202 và 203, rồi bốn trung đoàn pháo binh gồm 408 Đại Bác và 68 khẩu là pháo 130 ly, cộng 93 122 ly Xô Viết, cùng 247 khẩu sơn pháo 76 và 85 ly, không tính súng không vật SKZ cũng như súng cối nặng 120 ly của bộ binh, thêm hai sư đoàn cao xạ 367 và 376, cùng hai trung đoàn tên lửa 238, 237 với hỏa tiễn SA-2. Tỉnh đoàn Thừa Thiên cung cấp thêm trung đoàn độc lập 559 chủ lực miền, một ưu thế tuyệt đối. Chính với ưu thế này mà Lê Trọng Tấn đã tự tin đánh dàn trận bằng chiến xa, và cũng lần đầu tiên Bắc Việt sử dụng rộng rãi pháo 130 ly. Chỉ trong ngày đầu tiên của chiến dịch Bảo Táp đã pháo 11.000 quả đạn đủ loại. Phía Việt Nam Cộng Hòa đầu tháng 4 gánh nặng trên vai sư đoàn 3 bộ binh là một sư đoàn tân lập đã phải thâu nhận khá đông đào binh quân phạm từ các trung tâm cải huấn. Không thể xem quân phạm tác chiến kém, sau cải hối mỗi người lính là một binh sĩ quốc gia ngang đồng vị trí, nhưng các sĩ quan cần thời gian để tái huấn luyện, thiết lập kỷ cương. Chính thời gian là điều chuẩn tướng Vũ Văn Giai không sở hữu, vì chưa đầy 6 tháng sau thành lập với đảm trách nặng nề của vùng hỏa tuyến, đã phải đương đầu với tổng tấn công của Bắc Việt. Thêm nữa, bội phản của Trung tá Phạm Văn đến đầu hàng tại Camp Carrow đã tạo ra khoảng trống cạnh sườn phía tây Quảng Trị. Từ đây Bắc quân tràn vào như thác, chuẩn tướng Vũ Văn Giai bị phòng thanh tra của Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa câu lưu và đưa ra tòa án binh vì đã để mất tỉnh địa đầu. Trung tướng Hoàng Xuân Lãm bị cách chức, thay thế bằng tướng Ngô Quang Trưởng. Các sự kiện trên nói lên tình hình nguy ngập cùng cực khi thủy quân lục chiến nhận vùng trách nhiệm Mỹ Chánh. Nếu thủy quân lục chiến buông tay, Lê Trọng Tấn sẽ vinh quang vào giải phóng, thảm sát Huế thêm lần nữa. Nhưng chính tại Mỹ Chánh, vào tháng 5 năm 72, những người lính thủy quân lục chiến đã giữ vững phòng tuyến và cùng lúc giữ vững danh tiếng của binh chủng này.
Chính chiến thắng Mỹ Chánh đã cho phép tướng trưởng củng cố quân đoàn 1 và tái chiếm Quảng Trị. Cũng chính Mỹ Chánh đã giúp Tổng thống Thiệu có thể quỳ xuống giữa giáo đường La Vang về sau. Mỹ Chánh là một phá lam đã làm gãy mũi giáo phương Bắc, gài địch vào vùng tập trung hỏa lực. Cánh quân thứ hai của địch tưởng rằng đã chọc thủng được phòng tuyến rồi nên chúng cố thọc sâu về hướng Nam từ lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 5. Vùng tập trung hỏa lực của lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến tại hơn 3 cây số về phía Nam phòng tuyến, với tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến, hai pháo đội của tiểu đoàn 3 pháo binh thủy quân lục chiến và một số chiến xa. 5 giờ, phi cơ bắt đầu soi sáng vị trí của tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến. Khi trái sáng cuối cùng vừa dứt, tôi nhìn đồng hồ, 5 giờ 55 phút, mặt trời chưa lên, đó là lúc bình minh hàng hải, vừa để đủ trông thấy mọi vật một cách lờ mờ. Cánh quân của địch vừa thoát xuống chia ra làm hai mũi dùi tiến thẳng tới vị trí của tiểu đoàn 8 và hai pháo đội của tiểu đoàn 3 pháo binh thủy quân lục chiến. Lúc bấy giờ mọi người đã sẵn sàng, xa trường ở phía trước trống trải toàn là đồng ruộng, xa hơn chừng 500 thước là những lùm cây thấp. Xe tăng địch lù lù tiến đến với tác xạ dữ dội với đủ mọi loại súng đặt trên xe cũng như của quân di chuyển bộ. Các chiến sĩ tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến và tiểu đoàn 3 pháo binh thủy quân lục chiến vẫn bình tĩnh chờ đợi, không một ai nao núng. Xe tăng địch còn cách 500 thước, 400 thước, 300 thước, 200 thước, rồi 150 thước. Tất cả súng M72 đồng loạt khai hỏa, các khẩu pháo binh 105 ly thì bắn trực xạ. Ngay trong phát đầu tiên, các pháo thủ của pháo đội ca do Trung úy Vũ Quang Vinh chỉ huy đã hạ được một chiếc PT-76 bốc cháy, rồi lần lượt các chiếc chiến xa khác của địch trên một trận tuyến dài 500 thước đều bị bắn cháy. Tiếng súng hai bên vẫn nổ ruồng. Trước mắt tôi chừng 500 thước, một chiếc PT-76 bị bắn cháy nhưng vẫn còn chạy được. Trông không khác gì một con chuột bị người ta tẩm xăng đốt cháy. Chiếc hỏa tiễn TOW, loại vũ khí chống chiến xa mới nhất do Hoa Kỳ cung cấp, đặt từ trong tuyến phòng thủ, phóng bồi thêm một quả nữa. Chiếc xe tăng của địch đang chạy bỗng khựng lại. Ngọn lửa bùng cháy cao hơn, lúc bấy giờ chung quanh tôi rào rào tiếng vỗ tay reo hò của lính. Một chiếc T-54 khác thì thê thảm hơn, bị bắn cháy lật nằm nghiêng, ngọn lửa bùng lên từng chập như có ai đổ dầu thêm. Trong vòng 15 phút đồng hồ, tất cả xe tăng của địch đều bị hạ. Mọi người ai cũng thấy phấn khởi và lên tinh thần. Hai chiếc xe tăng khác hoảng sợ không dám tiến vào nữa, mà ẩn núp sau lùm cây thấp và bị phát giác nhờ chiếc ống nhắm của hỏa tiễn TOW. Khi thấy hai cái cần anten của hai chiếc xe ló lên, lập tức hai chiếc phản lực cơ được gọi đến hạ ngay tại chỗ. Lúc này thì trời đã sáng, ánh sáng tạm đủ để nhìn thấy cảnh vật qua lớp sương mờ mờ. Vài chiếc xe tăng không bị trúng đạn cố gắng tháo chạy về phía bắc cũng bị phi cơ đuổi theo oanh kích cháy nốt. Trải dài trước mắt tôi dọc theo tuyến phòng thủ thành một hình vòng cung là chính xác xe tăng của địch, vừa là PT-76 vừa là T-54 nằm la liệt. Lửa từ trong các xe bốc lên hừng hực, trận chiến xảy ra như một cảnh trong cine. Tôi nghĩ rằng chỉ có trong cine mới có thể có được những cảnh đó, nhưng sự thật đã diễn ra trước mắt tôi và có lúc tôi tưởng rằng đó là cơn mê. Một giờ sau, Trung tá Nguyễn Thế Lương, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến, tung quân truy kích địch. Cuộc chạm súng lẻ tẻ trong vòng bán kính 800 thước lại xảy ra. Các chiến sĩ tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến của thiếu tá Nguyễn Văn Phán như say men chiến thắng ào ạt tiến lên tiêu diệt nốt những tên còn sót lại. Thiệt hại về phía thủy quân lục chiến chỉ có 3 chết và 5 bị thương, một số tổn thất coi như không đáng kể. Tôi không nhớ rõ các chiến sĩ tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến đã tịch thu được bao nhiêu súng cộng đồng và cá nhân, nhưng chỉ biết là khá nhiều. Tôi cũng như bao nhiêu người khác lúc đó chỉ khoái chú ý đến những chiếc xe tăng của địch còn bốc khói nghi ngút. Đặc biệt trong số này có một chiếc PT-85. Thứ này na ná như chiếc M113 của ta nhưng đẹp hơn nhiều. Chiếc xe đó đang được kéo về triển lãm ở Huế. Tôi cũng không thể hiểu được cộng quân điều binh theo cái lối nào mà kỳ quặc đến thế.
cho xe tăng dàn hàng ngang trước một tuyến hoàn toàn trống trải để đưa lưng mà nhận lãnh đạn. Điều đáng ghi nhận trong trận đánh này là sự bình tĩnh vô cùng của các chiến sĩ thủy quân lục chiến. Một chi tiết đáng ghi khác là khi chiếc xe tăng đầu tiên của địch bị hạ, không một quân nhân nào của tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến còn núp ở trong hầm. Tất cả đều đứng thẳng lên, M-72 trên vai nhắm xe tăng mà bóp cò. Cố anh bỏ cả vị trí chạy ra bờ ruộng để bắn gần cho chắc ăn. Vài giờ đồng hồ sau đó, chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến đã có mặt tại trận địa bên cạnh những chiếc xe tăng của địch còn cháy nghi ngút để khen thưởng các chiến sĩ thuộc lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến và đồng thời quyết định những kế hoạch kế tiếp. Với chiếc máy ảnh trên tay, tôi mò ra chỗ những chiếc xe tăng bị hạ, xác chết của địch nằm la liệt. Chung quanh những chiếc xe tăng, chỗ này 30 xác chết, chỗ khác 11 xác, rất ít xác còn được nguyên vẹn. Có xác bị cháy đen, thân thể co quắp lại như một đứa con nít. Nhìn họ bỗng tôi nhớ đến buổi nói chuyện với một tù binh cộng sản. Thượng sĩ viên giữ chức vụ đại đội phó thuộc tiểu đoàn K2, trung đoàn 3 cộng sản Bắc Việt. Anh nói với tôi, tôi cũng biết rằng vào đây không có đánh Mỹ nữa vì Mỹ đã rút quân dần ra khỏi miền Nam rồi. Nhưng lệnh bảo đi thì đi, thế thôi, muốn cưỡng lại cũng không được. Rốt cuộc chỉ chúng ta là những người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc bị chết trong cuộc chiến này. Cũng trong trận đánh trên, thủy quân lục chiến tịch thu được hai khẩu súng SA-7. Đó là loại hỏa tiễn giật tay dò tìm hơi nóng để bắn phi cơ. Đây là lần đầu tiên quân lực Việt Nam Cộng Hòa tịch thu được loại vũ khí đó trên chiến trường. Thảm bại của Cộng sản Bắc Việt lần này còn nặng nề hơn ngày 9 tháng 4 năm 72, mà tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến đã dùng súng M-72 hạ hàng loạt chiến xa địch mở đầu cho chiến dịch thi đua diệt xe tăng Cộng sản Bắc Việt. Những ngày kế tiếp suốt dãy tuyến phòng thủ dọc theo Mỹ Chánh từ quốc lộ 1 ra đến biển, ngày nào cũng có xe tăng địch bị hạ, khi thì 2 chiếc, khi thì 3 chiếc. Nếu không bị các đơn vị của lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến quốc sụm thì cũng bị lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến đống ngã hay do phi cơ oanh kích cháy. Ngày 25 tháng 5, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến lại mở một cuộc tấn công khác sâu hơn vào hậu tuyến địch bằng trực thăng vừa đổ bộ bằng tàu của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ, tông các tiểu đoàn 6, 7 và tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến vào khu vực 15 cây số đông Quảng Trị. Trước đó vài giờ, toàn bộ ban chỉ huy của trung đoàn 66 Cộng sản Bắc Việt bị B-52 cày nát. Mặc dù vẫn có giao tranh ác liệt giữa các đơn vị thủy quân lục chiến với cộng quân khi tiến sâu về phía Bắc, nhưng điểm chính yếu ghi nhận được là phần lớn địch đã cố tình né tránh các cuộc tấn công của ta và đã rời bỏ vị trí tháo chạy. Cuộc hành quân trên đã đạt được một kết quả đáng kể. Hơn 5.000 dân chúng đã theo các đơn vị thủy quân lục chiến về quận Hương Điền an toàn. Điều đó chứng tỏ rằng không thể nào dân chúng sống trong vùng cộng sản kiểm soát được. Đến nay thì sau những lần mưu toan chọc thủng phòng tuyến Mỹ Chánh để tiến về Huế của địch đã thất bại, thêm vào đó là cộng quân nơm nớp lo sợ không biết ta tung quân tấn công lúc nào, nên khi tôi viết những dòng này, chiến trường ở phía đông bắc Mỹ Chánh đã bớt sôi nổi. Mặc dù vậy, địch cũng đang cố hứng mũi dùi về phía tây, nơi đó lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến đang ngày đêm chặn đánh kẻ thù, và mọi cố gắng xâm nhập của địch đều hoàn toàn bị chặn đứng tại đây. Ngày mai trời sẽ sáng. Khác với mọi lời tiên đoán bi quan lúc đầu, khi thành phố Quảng Trị bị thất thủ là cố đô Huế bị đe dọa nặng nề và không biết sẽ mất lúc nào, tình hình chung bây giờ đã sáng sủa, những cố gắng của địch đều bị phá vỡ, phòng tuyến Mỹ Chánh đã đứng vững, sự sinh hoạt ở Huế đã trở lại bình thường. Nếu bỏ qua một phần những giải pháp chính trị cho cuộc chiến Việt Nam, theo đó sự tái chiếm Quảng Trị chưa cần thiết thì trên bình diện quân sự, việc tái chiếm Quảng Trị và những phần đất đã mất chỉ là vấn đề thời gian. Việc tiếp liệu về lâu về dài cho các đơn vị Cộng sản Bắc Việt trên chiến trường miền Nam đã là một vấn đề nan giải trong cường độ oanh tạc miền Bắc của không lực Hoa Kỳ hiện tại. Mặt khác, theo một nguồn tin tình báo Hoa Kỳ thì Cộng quân sẽ đánh mạnh để chiếm Huế trong khoảng thời gian từ 3 tháng 6 đến 10 tháng 6 năm 72.
Tuy nhiên dưới con mắt nhìn của các giới quân sự thì việc đó đối với Cộng sản khó có thể xảy ra trong thắng lợi được, vì sự thiệt hại của địch quá lớn lao sau gần 2 tháng xâm lăng. Tinh thần cán binh xuống thấp đến mức e ngại, mà theo tin tức thì các vị tư lệnh chiến trường của Cộng sản đã khuyến cáo Hà Nội cũng nên tìm một giải pháp nào cho chiến cuộc này khác hơn là ở trên chiến trường. Thế nhưng chiến trường nào cũng có thể có những diễn biến bất ngờ, và sự bất ngờ đối với Hà Nội chỉ có trong trường hợp tướng Võ Nguyên Giáp có được chiếc đũa thần. Để kết thúc, tôi xin ghi lại nơi đây nội dung buổi phỏng vấn chuẩn tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến của phái viên đầu bạc Nguyễn Tú của Nhật báo Chính luận ngày 27 tháng 5. Theo đó, vị tướng tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến cho rằng, vấn đề chống địch, phản công địch, diệt địch không khó. Điều quan trọng là nắm vững tình hình địch, điều quân mau lẹ như chính ông đã thấy tại trận địa, và nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị bạn. Điển hình là hành quân sóng thần 672 tấn công Hải Lăng ngày 25 tháng 5 đã thiết kế được và quyết định trong 24 tiếng đồng hồ. Còn tương lai, ông à, không thấy trời rất đẹp sao? Bài viết đến đây đã hết. Xin cảm ơn các bạn.